Ban nhạc rock Anh quốc huyền thoại Pink Floyd phát hành album cuối cùng tin từ London. Ban nhạc rock Anh quốc huyền thoại Pink Floyd vừa tung ra album thứ 15 mang tựa đề The Endless River, không có chất liệu âm nhạc mới mà chỉ gồm các nhạc phẩm được họ thu âm cách đây 20 năm. Ban nhạc đã áp dụng các công nghệ và thiết bị thu âm mới để thêm chút gia vị cho ca khúc này. Quá trình thực hiện album The Division Bell có sự tham gia của Jim Moore, nghệ sĩ trống Nick Mason và nghệ sĩ đàn phím Rick Wright, người đã qua đời hồi năm 2008. Thành viên thứ tư của Pink Floyd là nghệ sĩ guitar bass Roger Waters, đã rời khỏi ban nhạc từ năm 1985 vì tranh chấp và từ đó cho đến nay vẫn không hòa giải với các thành viên khác trong ban nhạc. Đối với Pink Floyd, The Endless River không đơn thuần chỉ là một album mới sử dụng các bản thu âm cũ, mà xem sản phẩm này là một sự tưởng nhớ tới Rick Wright. Đây cũng sẽ là lời chào từ giả làng âm nhạc. Album này hiện đang chiếm ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của Amazon nhờ lượng đặt mua trước rất nhiều. The Endless River chắc chắn là một món quà giá trị đối với những người hâm mộ trung thành của Pink Floyd, những người từ lâu đã mong chờ được nghe các ca khúc mới của ban nhạc. Pink Floyd là một trong những ban nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc. Tính cho đến nay thì lượng đĩa bán ra của ban nhạc đã đạt hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới. Pink Floyd đã được ghi tên vào sảnh danh vọng Rock and Roll vào tháng 1 năm 1996.